lôi bộ ra đây đó, đúng rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời mà nhận được cái bịch quà con điên này đấy, gấp tạo bây giờ nè, quà mà kéo không nổi luôn á. Thì hôm nay thì mình sẽ khui coi trong đây có gì nha. Quà này từ cô Lệ gửi cho bông bực. Wow, đầu tiên thì mình khui cho mọi người xem 10kg gạo, mình nghĩ vậy. Ở đây chắc cỡ 10kg cho nó thoáng thoáng nè. Rồi đây là cái thùng quà quan trọng này, quà trong này thì mình cũng không biết có gì nha, nói chung là wow, mình làm gì có đồ của mình. Làm gì có đồ của bạn bực, hôm nay là đồ của mình thôi nha. Ôi cô này ở Tây Ninh này chứ đâu, muối Tây Ninh nè, bánh tráng Tây Ninh nè, rồi nó nói chung là đồ nhiều thứ lắm. Rồi có cái này nữa, đây bánh tráng không luôn, nói chung toàn bộ đây là bánh tráng muối tôm cao cấp luôn này. Trời ơi, mịn, muối mịn luôn á. Đó hết rồi đó, nói chung là có gạo, hai đứa này là không có gì hết. Đó, nói chung là cảm ơn món quà từ Tây Ninh nha. Đồ chủ yếu là mình ăn, cái này là hơi bị mệt xỉu luôn á, tiếc quá. Cái này con ăn cũng được đâu, của ba. Mình quên nữa, ngoài cái quà này ra thì mình còn một cái phần quà nữa, đem ra cho mọi người coi. Hôm nay khách vô quán cầm hai con gà, mà con gà này gà chưa luộc nha, gà còn nguyên á, mới làm xong à. Cầm hai con gà như này đi. Đó thì gà này là bây giờ thì trễ rồi, mai thì mình sẽ luộc cho tụi nó ăn nha. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều đó, yêu quý hai bé mà gửi quà quá trời luôn. Xong rồi đó, nói chung là bây giờ quà này thì ngoài tụi nó ăn ra thì mình cũng xin